chuyển sang Team Liquid lâu lắm rồi mà. Để có đợt đầu năm. Hai bên hai thôi. Đánh đi. Đánh. Ok, quay trở lại với trận đấu thì Hawk Hunter bên này là Ram. Một cái deck nằm ở trên rồi. Và nếu mà cứ như thế này thì chắc chắn là yes, that's why easy win. Ah, I think the last guy is pretty much the T. Last guy is a three musketeer. Chú mắc bật nhạc. Rồi đúng rồi, free maskity. Maska. Rồi đúng rồi, không biết. Okay, let's go, baby. Put a song. No. Actor. Okay, let's go. Super Goblin and Soul King. Magic Archer. Oh my god. No, Zion, La Balloon. Oh my god. Wow.
actually was used. Queen's, Dark Queen's, I think, something to Dark Queen is better. Chain land balloon, big. Yeah, no. Oh my god! 1-5! Oh, Zip's okay. Zip's okay. Well played. Poison. Ooh, that's loud. Your fan, yeah, haha. No? Are you real? Mine a big spam or a big can. Okay, we are seeing a floppy streaming. Oh my god. Zip Bandu. Gucci, Gucci, poo, where are you? Gucci, Gucci, where are you? Bang, 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 bang. Gucci, Gucci, where are you? Princess. Lockbait. Oh, hot reset. Lightning. Fly machine. Oh. And cheese. Đột ngột với gì tiền hơi to. Anh em không kém. Rồi quay trở lại với trận đấu thì Gucci Gucci Golem đây.
2. Zip. Chip 6 là Happy Animal Slime. Thật bọc. Đùa bọc. Chỗ nào có thật bọc, chỗ đấy có tiền. Ok, quay trở lại với trận đấu thì sắp bắt rồi. Cho thêm tiền thì không thể ăn được trận này. Quá. Còn nó sẽ đi trước đã. Ăn cái này như là một landing đúng hơn. Xem không phải hai rocket này móc phải lên rồi. Một con so I'm the fan.